Vài bạn vài anh đó là kêu anh đó là review review về em đúng không hay sao à, chắc là em cũng đọc được bình luận đó rồi đúng em không em có đọc mà em theo dõi tất cả bình luận của các bạn luôn á, mấy bạn bình luận gì là em thấy hết bạn hỏi em mấy trả góp không nè rồi xong rồi rồi xong rồi sao nữa ta, nói chung là mấy bạn nói nhiều lắm, muốn mua Lan trả góp rồi hỏi Lan có bán không rồi kêu review Lan mà thật sự mấy bình luận đó anh không dám trả lời, anh chỉ bỏ tim thôi à chứ anh không biết trả lời làm sao hết. Tại vì anh chưa hỏi chủ nhân làm sao anh dám trả lời. Đúng rồi, làm sao mà anh ngố biết được em có bán trả góp hay không? Thì cái đó phải liên hệ cho em thì mới biết được nha. Rồi, Ngô Nguyễn xin chào đến tất cả các bạn và anh chị đã theo dõi và đăng ký kênh YouTube Ngô Nguyễn của em nha. Thì trước tiên mà em muốn giới thiệu đến các bạn anh chị một cửa hàng xe thì thôi thì em xin phép các bạn anh chị thì em đeo khẩu trang vào nha, tại vì hiện tại em đang đứng ở khu vực thành phố. Thì em nghe nói là có anh chị nói với em là dưới này như nghe nói là ổng đeo khẩu trang phạt 300 á. Nhưng mà một tí khi vào cửa hàng các bạn thì mình sẽ gặp nhân viên thì mình và nhân viên sẽ khoảng cách nhau bằng một cái khẩu trang nha, thì bạn nhân viên sẽ không đeo nha. Đó thì như vậy cho nó an toàn, thôi chắc là mình vào cửa hàng thì nói chung đeo khẩu trang nó cũng hơi kỳ các bạn, nhưng mà thôi thì vì cái an toàn thì mình xin phép các bạn và anh chị trước nha. Rồi thì hiện tại Ngô Nguyễn em đang đứng tại khu vực Dòng Xoay An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh các bạn và anh chị nha. Đây trời ơi nó dướng xe hết rồi sao chỉ được ta. Đây thì cái cột đèn bên trên thì nếu mà anh chị nào ở Dòng Xe An Lạc cũng biết là nó đang ngay Dòng Xe An Lạc nha. Đấy xe thì nó kẹt quá. Thì cái hướng Dòng Xe An Lạc đó mình nếu mà cùng hướng chiều thì mình sẽ rẽ phải, mình ôm cái dòng cua đó mình đi về cái quận 6, mình đi vào cái trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi còn cái hướng ngược trở lại mình bên phải mình sẽ đi về cái khu vực Bình Điền. Trời ơi. Rồi giới thiệu đến các bạn cửa hàng xe rất là to. Nếu mà đầu video các bạn xem chắc biết tên cửa hàng rồi đúng không? Hôm nay thì mình sẽ gặp một bạn không có xa lạ với các bạn như hôm nay bạn đó. Xinh lắm nha. Đây giới thiệu đến các bạn đây này nha, bán xe trả góp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hà Đặng 2. Đây cái địa chỉ đây các bạn, 1246 quốc lộ 1A phường Tân Tạo A quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại thì bên dưới màn hình mình sẽ để cho các bạn là 0773 919 919 nha. Thì mình sẽ đi dạo hết một vòng cửa hàng để cho các bạn xem những cái dòng xe, mình sẽ gặp một bạn nữ rất là xinh nha. Đây và sẵn thì trên cái lúc mà mình đi tìm xe cho bạn tham khảo xe thì kiếm một bạn nữ này cho bạn luôn nha. Đây hôm nay mình sẽ review và cập nhật giá hết của cái cửa hàng này cho các bạn nha. Đây các bạn có rất là nhiều nha. Đó em có thể zoom lại cho các bạn xem nha. Rồi mình qua đây. Ủa mà sao hôm nay mình không thấy cái bạn lên clip cùng với mình ở đâu rồi ta, đâu rồi Lan ơi? Lan ơi. Alo, alo. Em đây nè. Ủa em làm gì trong đó vậy? Em trốn corona. Trốn corona hả? Thì hôm bữa mới nghe là dịch lên á. Xong cũng sợ đi đi từ dưới Bình Dương lên đây cũng sợ. Anh cũng sợ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thôi nhưng mà nói chứ quay clip cho các bạn thì mình không có trang nha đúng không? Thôi thì nếu như mà bây giờ anh có một cách như thế này giữa hai anh em mình thì nếu mà sợ dịch bệnh thì ít nhất mọi người có đeo đi. Em đẹp mà em gỡ đó đi, còn anh xấu lắm gỡ đó cũng vậy à. Không sao em ngậm nắng nó cay xíu không sao đâu. Thì em cũng hay nghe mấy bạn nói là review chi nhánh 2 á. Đúng rồi. Thì chi nhánh 2 em đẹp vậy nè cho nên là rất phải xô rồi thôi. Đúng rồi. Đúng không? Anh thấy là cái chi nhánh 2 của mình là có một cái hệ thống mà gọi rất là chuyên nghiệp các bạn. Đúng rồi anh. Em giới thiệu cái hệ thống của mình trước đi rồi mình giới thiệu xe sau em. Như mấy anh kỹ thuật này rồi những cái bàn nâng đó anh thấy nghe chuyên nghiệp quá nè. Đúng rồi, thì chi nhánh 2 của em là đi, anh em mình xe cho em luôn. Như là cải tiến hơn á. Cho nên là nó được nâng cao về chất lượng phục vụ nè, cũng như về cơ sở hạ tầng tại cửa hàng á. Thì anh có thể cho mấy bạn tham khảo xung quanh cửa hàng này nha. Đây. Bên đây là bên kỹ thuật của bên em. Có rất là nhiều bàn nâng luôn. Đây rất là nhiều bàn
cho nên là khi mà đông khách á cũng không sợ bị thiếu bàn nâng cho các bạn đâu. Đây, mình vào trong đây thì có luôn cả phòng rửa xe nữa nè các bạn. À, có phòng rửa xe. Phòng nha. Rửa xe trong phòng nha. Ví rồi. Dụ như vô đây nè, xong rồi đóng cửa lại rửa xe. À, rồi. Đó. Ok. À, rồi mình ra trở bên đây thì sẽ có phòng làm việc của ban quản lý nha, có phòng làm việc quản lý. Mình sẽ ở đây là cái mặt tiền của cửa hàng. Đây là kế toán bán hàng. Ừ, kế toán bán hàng, nói chung là có phòng mặt tiền cửa hàng. Anh thấy em không? Em kìa. Đâu em? Đó em nằm nguyên chậu đó. Lan đúng không? Thiệt, Lan đẹp thiệt. Rồi, ở đây thì những cái dòng xe mà đang nổi bật thì cửa hàng sẽ trưng lên trên cái bục đúng như rồi. Thế này. Xe chiến lược bên em luôn á. Ừ. Anh thấy là hình như có cái con Vario này làm rất là đẹp nha. Cái mâm này anh thấy. Đúng rồi. À, mấy bạn chắc là mâm đồng á, là mình rất là quen mắt với mấy bạn rồi. Hiện nay đi mâm màu người ta màu trắng sữa hả? Rồi, mình quay sơ cho các bạn xem mấy cái con Exciter nè. Thì sẵn trên cái đoạn đường đi ra thì các bạn có thể thấy được là bên cửa hàng xe máy Hà Đặng 2 thì thiết kế cái bàn như thế này và những cái ghế như thế này, các bạn thấy không? Nó rất là thoải mái nha. Để cho khách hàng ngồi chờ. Đây, mình ở cái xe của mình đang làm vị trí nào mình có thể ngồi quay ngay xét. Vị trí đó. Mình quan sát các anh kỹ thuật luôn. Đúng rồi. À, kỹ thuật bên đây đẹp trai lắm anh nha. Đẹp trai lắm. Mình quay ngay giờ nghỉ trưa á, nên người ta đi nghỉ trưa rồi. Đúng rồi, hôm bây giờ đã là giờ nghỉ trưa đúng rồi. Tay côn nè anh. Đây, tay côn có rất là nhiều ha. Rồi, anh giới thiệu qua giùm anh hết đi rồi. Dạ. Thì ở đây là có Exciter nè, với lại MX Kinh. Đây, Winner X đồ nè. Anh thấy có một con Exciter này làm đẹp lắm á nha. Có cái phụ upside down kìa. Đây đây đây. Nói về đồ chơi thì phải qua đây anh nha. Đây. Lên một giờ lên xương xương phụ kiện á. Cái này gọi là xương xương phụ kiện. Rồi, ở mé bên đây là có một số như là ở cái ép chân sau nè. Xin xin ha em. Dạ. Rồi còn bên đây thì có cái cuộn nè, với lại cái ốp ốp lóc ha. Ốp lóc máy. Bảo vệ lóc máy. Rồi. Bảo vệ sơn nữa nè. Có bảo vệ sơn cây. Cái hạt te này nhìn đi CNC nhìn nó cứng các bạn nha, phụ kiện cả phụ olen. Rất là chắc chắn luôn. Hầu như anh thấy dòng xe nào là cũng có lên những cái món đồ chơi nhất định như thế này hết rồi em ha. Đúng rồi anh. Đó. Nên cho khách hàng tham khảo á. Rồi. Nhưng mà thường thì khách thấy đẹp thì khách mua luôn rồi. Bên đây thì anh có thấy cái màu xanh này rất là lạ nè, anh mới thấy luôn nhưng mà rất là đẹp nha. Màu riêng cũng có các bạn nha. Cái này gọi là sao ta? Kiểu màu xanh này nó xanh da trời nhưng mà nó kiểu nó nhạt hơn da trời tí á, sao đó khó tả quá. Mà nói chung là mình nhìn đẹp đúng không? Đúng rồi, nhìn nó lạ mắt nữa. Nó lạ mắt. Hả? Cái này là em Vario 125. Dạ. Rồi. Rồi anh có tham khảo tay côn không đây? Ok, em anh rất là thích chứ. Mình giới trẻ thì rất thích những màu này. Màu hường đó nè, đây là màu hường. Đúng rồi, cái màu này mà anh nào mà cao to sáu múi chạy thì rất là mạnh mẽ. Nếu mà để ý thì mình để ý cái cặp mâm ở đây nè nha. Đó, mình lên cặp mâm luôn. Với lại anh thấy cái gì không? Ốc ốc kiểu G5 xanh lục bảo các bạn. Ốc này đang là hot nhất bây giờ luôn á. Đúng rồi, đang hot luôn á. Đây là mâm 5 cây em ha. Nếu mà xe này đi xe nào mà có điều kiện á, đi full ốc thì rất là đẹp. Đúng luôn. Rồi. Rồi, mình có ngay cả Satia xanh lục bảo nữa nè. Ê, anh thấy cái xanh lục bảo này đẹp lắm nha. Đúng rồi. Đúng đẹp luôn á. Các bạn có thể so với cái xanh này, nhìn nó thì nó không có hẳn giống như nhau nhưng mà lại na ná 19-10 rất là đẹp. Cái này là đi mâm thường, mâm zin của nó. Bên em chưa có thấy. Mâm zin. Nhưng nếu các bạn có nhu cầu thì bên mình vẫn có thể thay được đúng không? Thay mâm cho mấy bạn luôn. Rồi ok thay em. Bên đây thế nào? Đây, mâm đồng mâm ha. Rất là ấn tượng luôn. Hình như anh thấy màu này là màu riêng nha. Dạ. Màu riêng nguyên con đúng luôn rồi, mình. Anh. Mình chỉ lên những cái phụ kiện cho dạ. Kèm theo thôi. Rồi. Anh thấy cái phụ kiện màu vàng rất là bắt mắt luôn. Đúng rồi em. Với lại cái cản sau của nó kìa. Cái dạng sừng trâu quá ha. Đúng rồi, hên là cái cản nó quay vô đó chứ quay ra đây là em đổ thừa anh lấy thôi. Nữa. Lan ơi. Anh thấy là nhiều clip anh em mình làm chung với em rất là nhiều clip rồi. Dạ. Anh em mình review xe cũng rất là kỹ luôn. Mà dạo này anh đọc bình luận á, anh thấy có vài bạn, vài anh á là kêu anh á là review mà em đúng không? Hay sao? Chắc là em cũng đọc được bình luận đó rồi đúng không? Em có đọc mà, em theo dõi tất cả bình luận của các bạn luôn á. Mấy bạn bình luận gì là em thấy hết. Bạn hỏi em á, mấy trả góp không nè. Rồi xong rồi rồi xong rồi sao nữa ta? Nói chung là mấy bạn nói nhiều lắm. Muốn mua Lan trả góp rồi hỏi Lan có bán không. Rồi kêu review Lan mà thật sự mấy bình luận đó anh không dám trả lời. Anh chỉ bỏ tim thôi chứ anh không biết trả lời làm sao hết. Tại vì anh chưa hỏi chủ nhân làm sao anh dám trả lời. Đúng rồi, làm sao mà anh ngố biết được em có bán trả góp hay không. Thì cái đó phải liên hệ cho em thì mới biết được nha. Cái này em cũng không có bật mí trên kênh YouTube đâu. Là nếu muốn biết Lan rồi thì nếu mà hỏi Lan có trả góp hay không liên hệ cho Lan về số nào. Dạ.
0773 919 919. À còn nếu mà các bạn kêu anh thì Bill giờ anh nói sao giờ trời? Hả? Các bạn anh kêu... nói anh không biết. Anh nói không biết anh bắt với em là được rồi. Là vẫn kêu các bạn thì kêu các bạn liên hệ về sau đó. Nếu mà muốn dạ. review thì lại gặp Lan đúng không? Lại gặp em. lại gặp Lan nha. Em, lại gặp em nữa. Đó thì mình đã trả lời cái câu hỏi của các bạn rồi nha. Một, thật sự một câu hỏi rất là khó, không biết trả lời như thế nào nữa. Thì nói chung là bên cửa hàng chi nhánh 2 của em á có rất là nhiều màu xe độc lạ đẹp mắt nữa nè. Đúng rồi. Đó. Không phải cửa hàng nào cũng có đâu. Thật sự là mình như... thấy bắt mắt lắm các bạn. Như có những cái màu như là hồng cánh sen đúng không em? Dạ đúng rồi, hồng cánh sen. Rất nổi luôn. Vision nha. Ừ, Vision. Anh thấy Vision dạo này là hot lắm nha em. Thì em cũng nói rồi, hệ thống cửa hàng em là không chuộng mấy màu nổi trội cho lắm, cho nên là lên vậy thôi nè. Đây là mấy cái màu thường thường xương xương thôi chứ chưa phải gọi là nổi bật so với bạn Lan. Nói chung á thì bên cửa hàng em có một số dòng tay côn, ví dụ như tay côn và mô tô mini nha. Rất là đẹp, ví dụ như ở đây thì em có chân con GSX nè, với lại con Bandit nè nha. Còn Sonic Sachi thì quá quen thuộc với các bạn rồi. Nhưng mà anh vẫn thắc mắc Lan ơi, dạ. Anh không biết là cửa hàng chi nhánh 2 của mình ở đây nó có những cái chế độ mà trả góp rồi vận chuyển xe hay là có giống như cái chi nhánh 1 của mình không em? Chế độ trả góp thì do chung một hệ thống á, cho nên là cái chế độ trả góp sẽ giống như nhau. Dạ, chế độ bảo hành cũng vậy. Tại vì bên em đang đặt cái chỉ tiêu là sao ta phục vụ khách hàng á. Cho nên là khi mà mua xe bên cửa hàng em sẽ được hưởng chế độ bảo hành rất là tốt luôn. Còn đặc biệt đó với màu xe mà độ lên á thì bên em sẽ bảo hành 3 năm nha. 3 năm luôn hả? À, những cái màu sơn như thế này là tự mình sơn lên nhưng mà vẫn bảo hành đến tận 3 năm luôn đúng không em? À, đúng rồi. Thì bên em sơn rất là chất lượng cho khách luôn, cho nên là sẵn sàng bảo hành cho khách 3 năm. Nói chung là khi cái gì mà mình đã làm mình dám tự tin vào cái khả năng cái chất lượng mình làm là mình cứ thoải mái và bảo hành thôi. Mình không có lo ngại vấn đề đó đúng không? Xe nhập khẩu bên em vẫn bảo hành tại cửa hàng nha. Đối với mấy cửa hàng khác á thì xe nhập khẩu sẽ không có chính sách bảo hành cho các bạn. Nhưng đối với cửa hàng em á là sẽ có chính sách bảo hành dành cho dòng xe nhập khẩu luôn. Rồi ok em. Thì anh có thể cho mấy bạn tham khảo thì nói chung là bên cửa hàng bên đây thì em thấy rất là ưng mắt cái dòng Bandit này nè. Bandit. Mà dạo nay anh thấy là Bandit, anh cũng thấy là nhiều nhiều anh cũng đang chuộng. Tại vì anh thấy là về chủ yếu mấy anh đó thấy cái phần đi giá nó hấp dẫn á. Anh không biết là hiện tại giá mình có hấp dẫn không ta? Giá Bandit á, vốn là đã hấp dẫn rồi. Nhưng mà tại cửa hàng của em thì giá nó hấp dẫn hơn. Tại vì em đã kiểu như em sao ta? Em thăm dò giá mấy cửa hàng khác rồi. Thì giá cửa hàng Bandit của em á, giá Bandit ở cửa hàng em đang bán rất là ok luôn. Cho anh biết cái giá được không? Dạ được. Nhưng mà trước khi cho biết giá thì anh qua đây xem vài okay vài mẫu Bandit nữa rồi, nha. Rồi ok em. Đây, những cái mẫu Bandit trong đây thì mời bạn camera mình vô đây tham khảo nha. Đây, ở đây có màu đen nè. Những cái màu này màu zin em ha. Đúng rồi. Tất cả đều là màu zin hết. Dạ. Bạn nào mà muốn sang xíu nữa thì mình có thể chọn Bandit màu bạc nha. Màu bạc. Đây là ba mẫu. Anh không biết là giữa ba cái dòng dáng mô tô màu 150 của Suzuki, anh không biết là đang thích mẫu nào nhất ta. GSX nè, R nè, rồi dòng Bandit này. Thì anh thấy cửa hàng mình đều có mà, anh không biết là Lan thích mẫu nào. Chắc là em sẽ thích mẫu Bandit này á. Tại vì nói chung là em thích nó ngay từ đầu rồi. Cho nên là em ưng cái kiểu dáng của nó với lại cái động cơ nha. Đặc biệt là cái động cơ xe rất là mạnh mẽ luôn. Đúng rồi. Dạ. Động cơ của 150 của Suzuki thì nó rất ok các bạn. Dạ. Và đặc biệt thì Lan chọn cái này nó cũng không có sai, các bạn biết sao không? Tại vì cái yên của nó thiết kế để mình đi đường dài, nó giống như cái chiếc xe thông dụng bình thường. Nó không có phải phân cách phân biệt. Đúng rồi, nó ngồi im. Nó không phải phân cách phân biệt như những cái dòng sport bên đây các bạn ha. Đây những dòng sport bên đây thì nó phân biệt ra thì người ngồi sau có thể là rất là mệt. Dạ. Cái lại cái chỗ tay lái của nó là rất là chắc chắn luôn, tạo cảm giác cho mình an tâm như đúng lái rồi. Nó không có bị rung lắc. Rồi. Thì em cũng báo giá cho các bạn luôn nha. Bandit giá cực kỳ ok luôn. Bao nhiêu? Nếu mà bạn nào có tham khảo về Bandit á khi mà em báo giá là sẽ hết hồn liền luôn á. Bao nhiêu? Dạ. Là 51.500.000 nha. Cho anh hỏi một cái, có bao gồm VAT chưa? Bao V rồi đúng luôn rồi, nha các bạn. Bao VAT 10% cho các bạn là 51.500.000 nha. Đặc biệt khi mà các bạn mua xe mà xem qua kênh của anh Ngố á thì bên cửa hàng mình sẽ giảm cho các bạn 500.000. Wow. Đó, 500 tặng 500.000 nha. 51.500. Đúng rồi, giảm thêm 500. Một cái nữa là đối với những bạn ở xa thì bên cửa hàng em sẽ hỗ trợ sao ta? Phí xăng cho các bạn luôn. Rồi. Giảm 500.000 và hỗ trợ phí xăng cho các bạn rất là 500 đó rồi mình còn giảm tiền xăng riêng nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy là quá ok các luôn. Khi mà mua xe nhớ nói nè, mua qua kênh Ngố Nguyễn nha. Thì sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đó đó. Rồi thì các bạn nhớ cái vấn đề đó nha, đó là quyền lợi của mình đúng thì rồi. Mình nhớ nha. Nhất định phải nhớ đó. Rồi ok.
Những cái dòng này là mình bảo hành bao lâu em? Dạ, thì dòng xe này thường thì bên em sẽ bảo hành từ 2 đến 3 năm. Ừ, 2 đến 3 năm ha. Dạ. Rồi, ok. Có một xe sẽ có bảo hành cho các bạn. Sẵn ở đây thì có con R15B3 này cho anh tham khảo cái giá nó luôn được không? R15B3 hả? Em tham khảo nha, cho anh với các bạn tham khảo. Bạn camera thì quay con R15B3 này giúp anh. Đây là bản zin hoàn toàn các bạn nha. Màu xanh, xanh đen. Thì hiện tại nói sao ta? Sao nào? Giá R15 bên em là đang bán với giá là 74.800.000, bao thuế VAT 10%. Là giá tất cả những cái xe anh tí anh em mình báo chắc là đã bao gồm phí VAT rồi em ha. Dạ đúng rồi. Rồi, ok. Những con đó anh báo là bao VAT cho mình rồi đó. Rồi. Ngoài ra anh có thể cho các bạn tham khảo thêm một số nữa nha. Sonic ha, Radio Satin nè. Dạ đúng rồi. Mấy dòng tay cơm đang được ưa chuộng. Ừ. Rồi, mình tham khảo đi rồi nhờ bạn lo cho anh em mình biết giá nha. À mà Lan ơi. Dạ. Mình mua xe rồi á thì có thể là đường vô đường xa hay này kia thì bên mình có vận chuyển về cho các bạn không em? Dạ có, bên em hỗ trợ vận chuyển đường xa cho các bạn luôn để kiểu như là nói sao ta? Sao nhỉ? Phục vụ các bạn một cách rất tận là tận tình luôn. Tận tâm tận tình luôn nha. Rồi. Tận lực luôn. Là có mà nãy anh hỏi vấn đề trả góp, anh quên hỏi là cái vấn đề nợ xấu của mình không biết là có hỗ trợ được không em? Dạ. Bên em hỗ trợ những khoản nợ không tốt nha. Đối với những khoản nợ như mình trả chậm nhưng mà mình vẫn trả hết thì bên em sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho mình. Đó. Ok, nói chung là vẫn có hỗ trợ cho những bạn nợ không tốt chứ. Và nói ra hôm nay là nợ xấu nhưng mà cái vấn đề nợ xấu đó thì nó cũng hơi nhạy cảm. Là các bạn anh chị nào đã không ai mắc nợ xấu nhưng mà thanh toán rồi nha. Thanh toán rồi thì bên cửa hàng cũng hỗ trợ em. Trả hết cái khoản nợ bên ngân hàng rồi. Rồi, ok. Dạ, thì bên em sẽ lên hồ sơ cho các bạn. Rồi, vẫn có nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mà Lan cho anh tham khảo giá luôn đi em. Sẵn tí cái mình vô trong mình quay lại cho bạn xem. Anh tham khảo giá Sonic đi. Vậy hả? Ừ. Sonic thì hôm nay bao nhiêu nè? Sonic hiện tại bên em đang bán với giá là 59 triệu, bao thuế 10% cho các bạn nha. Wow. Dạ. Anh thấy giá tốt quá chứ. Giá mềm á. 59 triệu. Thì có nhiều bạn cũng hay inbox hỏi giá cho em á. Báo giá Sonic thì mấy bạn nói là ôi sao giá Sonic nay mềm vậy. Hả? 59 triệu hả? 59.500 em. 59 triệu anh ơi. 59 triệu, vậy là xem kênh của anh rồi có giảm không? Xem hết hồn. Có giảm nữa. Xem kênh của anh hả? Kênh của anh thì chắc bên em sẽ hỗ trợ tiền phí xăng xe tại vì giá Sonic quá ok rồi. Rồi. Dạ. Thì ở đây thì mình vẫn thấy có những cái dòng Sonic. Đây là những dòng Sonic anh thấy là hầu như là ít nhiều rồi, mình cũng có lên một số phụ kiện ha. Dạ đúng rồi. Mình đi bò 6 cây nữa các bạn. Thường thì mấy dòng xe tay côn này là dòng xe để lên phụ kiện mà anh. Ừ. Lên cho nó đẹp, đúng nó rồi. Bắt mắt. Chứ để chạy một chiếc xe riêng thì ra đường nó không có cái gì mà điểm nổi bật quá ha. Rồi. 59 triệu cho dòng Sonic đã bao gồm 10% phí VAT các bạn nha. Còn như Raider thì Raider với Satie thì sao em? Raider với Satie hả? Ủa sao báo giá nhiều quá vậy ta? Thì cho các bạn tham khảo đi, anh em mình báo giá mà. Rồi, đồ anh thôi chứ em cũng sẽ báo giá cho các bạn nha. Satie hiện tại bên em đang bán với giá là 61.500 bao thuế 10% nha. Ừ, 61.500 bao gồm 10% phí VAT nha các bạn. Bên trong Raider thì Raider thì giá cũng bao thuế là 52 triệu anh nha. Rồi, bao thuế dạ. Luôn 52. Thì bên em rất là đa dạng về mẫu mã. Như những clip trước mà các bạn có xem á thì ở clip này em vẫn nói lại ha, là bên em vẫn sẵn sàng lên màu sơn cho các bạn. Khi mà các bạn có những cái mẫu màu sơn hay là đã chuẩn bị sẵn cho mình á, cái màu mà mình thích nè, màu đặc biệt nè hay màu theo phong thủy gì đó thì cứ đưa bên em sẽ nhận sơn và bảo hành cho các bạn luôn. Rồi, ok dạ. Em khi mà các bạn có một cái mẫu thiết kế các bạn muốn design riêng cho mình thì có thể liên hệ về cho cửa hàng, thì cửa hàng vẫn thiết kế theo đúng ý của bạn và có bảo hành không em? Dạ có bảo hành. Vẫn bảo hành luôn đúng không? Dạ rồi, đúng rồi, okay, em có nói là có bảo hành á. Thì như các bạn đã thấy á, đây là cửa hàng xe máy Hà Đặng chi nhánh 2. Hiện tại là đang địa chỉ là ở 1246 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn muốn thắc mắc về xe hay là muốn hỏi giá xe hay là muốn sao đó, nói chung là tất tần tật những vấn đề liên quan đến việc mua bán xe thì cứ việc để lại comment bên dưới hoặc là liên hệ theo cái số điện thoại của em á. Ok. Đọc 0773 919 919 đúng không? Đúng rồi, anh có giỏi quá. Xíu cho đi trà sữa. Nhớ nha. Gì? Em nói gì? Em vừa nói gì vậy? Anh không biết chứ camera có quay lại em à. Camera có quay lại và tiếng anh em mình đã thu vào rồi. Chứ lẽ ly trà sữa mà không được. Thì cái liên hệ theo số điện thoại đó nha, thì bên em sẽ bên em là khi mà thấy comment á thì sẽ hỗ trợ giải đáp comment rồi, cho mình. Okay. Còn những số điện thoại thì em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn về giá xe nè, những vấn đề thắc mắc về xe nè.
thì các bạn muốn có thắc mắc á thì các bạn liên hệ bài, thì anh thấy là nó cái phương pháp nó tối ưu hơn em, tại vì nó dễ trao đổi hơn, mình thắc mắc cái gì nó dễ. Còn nếu các bạn muốn comment á thì các bạn cứ comment, thì riêng bản thân mình sẽ trả lời, hoặc là có thể là bạn Lan hay là cửa hàng sẽ trả lời cho các bạn. Đó là yên tâm ha. Rồi thì giá này Sonic Sati anh em mình đã tham khảo rồi, thì bên đây cho bạn xem một hàng Vision nha. Rồi mình cho bạn xem hết nha. Rồi thì các bạn xem một cái hàng Vision màu sắc đó sặc sỡ á, thì sau khi mà xem cái hàng Vision xong rồi thì anh sẽ nhờ bạn Lan cho anh biết giá Sirius nha. Sirius hả? Ừ, qua đây. Ok ok, ra đây xíu nha. Ơi mà qua đây anh thấy có ba con bandit đẹp quá nè em. Dạ đúng rồi, cái này là màu đồng anh. Ờ, màu đẹp sang nha. Nó màu hao giống màu bạc kia nhưng mà nó đậm hơn. Lan ơi. Dạ. Em lên ngồi giùm anh con này coi. Dưới ánh nắng nó hơi nổi nha. Nó hơi dơ tí nha. Rồi. Dạ tại vì chân ngoài này á. Ờ. Đây em lên ngồi thử cho các bạn xem thử coi. Thì em nói anh em cao mét nhiêu nè, anh cầm giùm em cục vàng. Okay. Rồi em lên đi em nhìn xem. Ôi vui luôn á. Đã nha. Em một cao 1m6 ngoài không? 6 ngoài rồi. À, em cao 1m59 thôi. 59 hả? Nhưng mà khi mang giày này chắc được thêm 5 phân nữa. Nhưng mà nếu mà không mang giày thì các bạn nhóm chân lên xíu em được nha. Em mang giày rồi nó vẫn còn dư một khúc nè. Rồi ok. Dạ con gái chạy vẫn bình thường. Thì xe này em có chạy rồi. Xe này chạy rất là ok, máy rất là bốc luôn. Rất là mạnh luôn, mạnh so với những dòng Tayco mà phân khúc 150 á. Đúng rồi, tại vì nó là dáng thể thao, nó là dáng mô tô các bạn. Đó là sức mạnh nó sẽ tối ưu hơn là những cái dòng hai bên đầu bên nha. Đúng rồi, nhưng mà nắng quá anh ngứa. Rồi ok, em xuống đi. Rồi em cầm điện thoại đi em dắt xe lại cho. Rồi bạn camera quay giùm anh là ba con này hen, sau đó thì mình sẽ quay những dòng Sirius. Các bạn dạo nay các bạn cũng kêu mình quay Sirius nhiều lắm. Rồi. Đây, Sirius ở đây. Rồi mình vào trong đây nha. À đối với những dòng mà Sirius với quay Alpha, anh thấy mấy bạn nữ chạy rất là đáng yêu luôn á. Ừ. Nó nhỏ nhỏ mà nó gọn nhìn cưng cưng sao á. Và anh thấy là những cái dòng Sirius ở đây là có độ những cái bánh mà mình thấy rất là đẹp nha, là Racing Boy 5 cây nè. Sirius này Sirius dân chơi á. Ừ, dành cho dân chơi á. Rồi ở sau thì cũng có những cái phụ kiện luôn các bạn nha. Đây phía sau nó vẫn có những cái phụ kiện ở đây. Quá trời luôn nè. Mấy bạn nữa thấy ai chạy Sirius mà chơi bèo bèo nha. Đẹp lắm nha. Rồi cho anh tham khảo giá Sirius lần ha. Dạ rồi. Thì giá Sirius hiện tại bên em đang bán cái giá là để em xem cái coi. Để Lan coi giá đi thì nha. Ngại ghê, mỗi lần coi giá ngại ghê, sợ mấy bạn nói mình không chuyên nghiệp, nhưng mà thực sự là giá xe nhiều lắm em không nhớ nổi. Ờ. Rồi để Lan. Hiện tại bên em đang bán với giá là 19.500 bao thuế nha. 19.500 bao thuế luôn hả? Dạ, đúng ok rồi, nha. 19.500 bao thuế. Rồi. À, anh có muốn biết giá của em pha gì không? Muốn em cho dạ. Anh tham khảo giá của em pha luôn. Pha thì giá 20.300 nha. 20.300. Dạ. Giá nó hơi cao hơn xíu tại vì dòng của em pha chạy rất là bền. Rồi. Rồi, còn Exeter mà skin thì ở đây nó chỉ là những cái màu ở đây thôi. Tí mình vô trong mình sẽ báo tiếp cho các bạn. Giờ anh em mình vào trong sẽ báo giá dòng Vision cho các bạn. Thì đây là những cái màu riêng. Ngoài ra thì mình thấy có những cái màu độ ở đây rất là đẹp luôn nè. Đúng rồi, em là ưng màu này, chạy cho nó muốn vào rồi đó. Rồi, rất là đẹp nha. Rồi, đó, bạn camera quay hết hàng Vision rồi cho rồi, cho anh xin cái giá Vision em ha. Ok luôn. Thì giá Vision hiện tại bên em đang bán với giá là 34.000 bao thuế. Em sẽ báo giá bao VT cho các bạn, nhưng tại vì em có thấy bình luận là các bạn kêu báo giá bao V luôn đi. Ok. Đó thì hôm nay em sẽ chiều các bạn là báo rồi. Giá bao V. 34.000 bao VAT cho các bạn nha. Còn khi các bạn mà muốn biết phí lăn bánh thì liên hệ về cho em ha. Dạ đúng rồi, liên hệ về cho em. Đúng rồi. Có thể liên hệ qua fanpage nè, Zalo nè, hoặc là gọi trực tiếp đến cửa hàng thì bên okay. Em sẽ hỗ trợ báo cho. Ok, thì theo ba cá nhân của mình thấy thì các bạn nên liên hệ là mình sẽ hỏi đáp nhiều cái nó rõ hơn. Nó tiện hơn. Rồi thì bây giờ quay cho bạn xem hết nguyên cái hàng AB 125 cũng như 150. Xong rồi thì phải nhờ bạn Lan để mà bạn cho mình biết cái giá nha. Rồi cái này là mẫu mới 2020 luôn nha. Ừ, cho nên được. Là em sẽ báo giá sau đây báo 125 trước anh nha. Ok. Giá AB 125 hiện tại bên em đang bán với giá là 44.000, còn 150 là 55.000 nha. Rồi. Giá báo bao thuế á, mấy bạn đừng nói đừng có thấy giá vậy mà tưởng chưa bao thuế, tội nghiệp em. 125 là với giá 44, còn 150 với giá 55. Đúng các rồi. Bạn lưu ý là đã bao gồm 5% phí VAT. Thì giữa 125 và 150 thì thiết kế nó vẫn không thay đổi, nó vẫn giống như nhau. Nó chỉ 150 thì nó có thêm cái dòng mất độc ABS các bạn nha. Ở đây thì mình thấy hàng 125 à, 110 cho bên kia rồi. Anh thấy cái mẫu đó rất là đặc biệt không? Đúng nó rồi. Cá tính nó khía cạnh đó. Đây nè. Theo về phần kỹ thuật thì mình nắm được, mình biết được thì năm nay là AB nó đã thiết kế đổi lại cái phần máy á, thì nó sẽ là được hệ thống 4 van luôn như là dòng SH 150 bây giờ vậy các bạn ha. Rồi. Thì giá mua AB rồi mình đã báo rồi. Bây giờ đây. Mình tới Vario. Đúng Vario rồi, đây thì... là phân khúc Vario. Đó các bạn xem nha.
Rồi. Sao anh tính hỏi gì? Hỏi gì giờ quên luôn rồi. Thôi vậy báo giá luôn đi. Tại vì em sợ clip cũng dài á. Rồi ok coi, em sẽ bị ngán á. Rồi, Vario 150 hiện tại bên em đang bán với giá là 53.900.000 nha. Bao thuế VT, chắc có lẽ là mấy bạn sẽ quan tâm đến dòng xe này đúng nhiều. Đúng rồi em. Đó, tại vì cái dòng xe này hiện tại đang rất là ưa chuộng mà. Rồi. Còn 125 thì giá là 42.500.000. Rồi. Nha. Cái kia 53 mấy với em, 500 hay 900? 53. Đó, rồi 53.900. Rồi, 53.900. 900 bao thuế. Rồi, mà nếu mà các bạn anh chị lại là mình vẫn còn fit tiền cà phê, xăng cọ này kia đúng không? Có chứ. Rồi ok em. 53.900 và là 44.500.000 đúng không? Đâu, 42.500.000. 42.500. Dạ. Rồi. Em nghe 44 thấy nó hơi cao. Đứng cạnh em gì cũng quên hết. Ở đây cũng là Vario nha, màu bên em rồi. Đã độ lại rồi. Thì mấy màu rồi. Này bên em sẵn sàng bảo hành cho khách hàng. Rồi. Ở bạn, dưới đây thì bạn camera quay giùm anh Quyên cái hàng Vario, cái sau là mình sẽ xuống bên dưới quay lại cái hàng bánh cho các bạn nha, hàng bánh sau luôn, tại vì mình thấy bánh sau ở đây thì bánh zin có và bánh độ cũng có, ngay cả những cái mâm á. Dạ. Cái mâm rất là đẹp, như chẳng hạn như mâm này rất là đẹp nha, 8 cây còn phải nói. Đúng rồi, rất đẹp rồi, rất là nổi bật luôn á. Ok, giá cả thì các bạn cũng nghe rồi, bây giờ mình sẽ qua dòng con tay ở đây là Winner X. Chỉ một em Winner X xen kẽ giữa mấy anh em Exciter nè. Màu vàng này anh thấy là hot trend năm 2020. Em đoán thử coi, xong cái dòng này sang năm thì cái màu này nó còn hot hay không? Em đoán thử á. Sang năm hả? Tại vì em thấy hiện tại bây giờ tính đến thời điểm bây giờ thì màu vàng nó vẫn còn hot. Mà cuối năm rồi đó. Vào đó, xen vào đó thì còn rất là nhiều khác lên, mà rất là nhiều màu khác lên nha. Ví dụ như màu bạc nè, rồi màu titan nè, màu em thấy nhiều lắm. Nói chung là khi mà em mới xem thấy mấy bạn mua rất là nhiều màu đó. Ở chung chắc anh nghĩ chắc là do quan điểm mỗi người thích màu nào thì vẫn chọn, nhưng mà riêng màu vàng thì mình thấy chẳng có sự nổi bật ha. Nó tươi, nhìn đúng nó rồi. Tươi mới đúng không? Rồi. Nhưng mà chắc thời điểm gần Tết á, bên em chắc màu vàng bán chạy nữa. Đúng rồi. Xem nó may mắn. Màu vàng thể hiện cái sự may mắn mà. Đúng rồi. Rồi. Báo giá luôn hay sao anh? Đúng rồi, cho anh xin cái giá luôn đi em. Thiệt luôn á, gì mà xin giá hoài, cấm đi trà sữa qua nha, về nha. Thôi nha. Giá bên đây đúng không? Ờ. Ủa đâu mất tiêu rồi ta. Mấy bạn chờ em xíu nha, thực sự là em không muốn kéo dài thời gian đâu, nhưng mà em phải tìm rồi, giá. Rồi để bạn xem giá đi. Cái anh em mình sẽ xem những cái hàng Exciter ở đây. Có một con vàng bên đây y như Winner nhưng mà đi với cái mâm kiểu nè các bạn. Rồi ha. Rồi mình đi qua bên đây. Tất cả những cái phụ tùng cơ bản, những cái mà đồ chơi cơ bản thì một chiếc xe là có hết rồi các bạn ơi. Và con đây thì nó đặc biệt quá. Phần này thì phụ upside down. Đây có bộ nhúng rồi nha. Nhẹ nhẹ thôi mà cũng ok nè. Đó. Rồi, cho anh xin giá được chưa? Ok luôn. Thì sẵn đây đứng kế con Exciter á nên em sẽ báo giá Exciter nha. Rồi Exciter ok. Giá 46 triệu bao thuế 10% cho các bạn luôn. 46 triệu đã bao thuế. Dạ, các bạn lưu ý rồi. Là xe gần cuối năm này, thời điểm xe gần cuối năm và những cái thời điểm này á là xe đang lên giá các bạn nha. Đó thì mình cũng khuyên các bạn nếu như mà mình muốn mua xe thì mình nên mua những cái thời điểm này là mình kịp về cái bằng giấy tờ. Đúng rồi. Cũng như là có kịp thể cũng có thể là một cái giá nó mặc dù nó có lên nhưng mà nó vẫn đỡ hơn là có thể là thời gian cận Tết nó sẽ lên đúng nữa rồi, em. Đúng rồi, tại vì cái đó là thời điểm mà xe người ta bán nhiều á, nhu cầu khách hàng nhiều á. Với theo anh thấy là nếu mà anh chị nào mà làm công nhân á thì khi mà cận Tết á thì người ta sẽ nghỉ được thưởng lương 13 này kia rồi thưởng này kia thì người ta sẽ dồn vào mua đồ hơn. Dạ. Chắc chắn người ta sẽ chú tâm về mua xe rất là nhiều, nên là nếu mà nhiều phần chú tâm như vậy là hàng nó sẽ cháy và giá nó sẽ lên. Đúng rồi. Đó, thì bây giờ mình mua như thế này là hợp lý các bạn. Tranh thủ mua thời gian này đi. Đúng còn Winner X hiện tại bên em đang bán với giá là 43 triệu bao thuế. 43 triệu bao thuế luôn nha các bạn. Rẻ hơn so với Exciter. Rồi ok em. Rồi thì Vario bạn cũng đã báo rồi, giờ mình quay lại đi. Quay cho bạn xem luôn mấy cái con này. Còn như những cái phần phụ tùng, những cái chi tiết độ này thì mình độ bao nhiêu thì mình tính tiền bấy nhiêu thôi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Rồi ok. Nhưng mà em khuyên các bạn á, khi mà bên em độ như vậy á là bên em đã nghiên cứu rồi, cũng như là sao ta khảo sát thị trường rồi đó. Kiểu như thấy cái đó là mấy bạn hay lên á, cho nên là bên em đã lên sẵn cho các bạn tham khảo rồi. Thường là hết 90% khách là sẽ ưng ý và lấy phụ kiện bên đúng em. Đúng rồi. Đó. Ok em, rồi. Bạn Duyên quay giùm anh cái mấy con này ha. Đó, em quay giùm anh mấy con này. Giá. Rồi các bạn tham khảo nha. Rất đẹp các bạn ha. Đây là những cái màu, nó là màu zin các bạn nha. Mẫu mới bây giờ. Cái này sơn vô phim bánh gì ta. Rồi, cái này chú quẹt vô thôi. Thì
Bên đây thì mình thấy năm nay cũng có những cái màu mà nó còn thiếu một màu nha. Mình thấy có một màu gọi là màu sấm bạc bạc á, đẹp lắm. Màu sấm bạc á em, future là màu sấm bạc đẹp lắm. Dạ. À, thì bên em đang có mấy mẫu này nha. Thì bên em đang trưng á, nếu mà mấy bạn muốn mua màu sấm bạc giống như anh Ngố nói á thì vẫn có thể mua được nha. Có luôn đúng không em? Tại cửa hàng bên em có luôn. Bên em sẽ lấy về cho. Phu chờ bây giờ là mình để giá bao nhiêu em? Dạ, phu chờ bây giờ là giá 33 triệu nha. Phu chờ thì con theo dành đĩa, dành đúc rồi đó. Thì dành đĩa thì có sẽ có giá là dành đĩa là rẻ nhất. Thì giá là 33 triệu. 33 triệu. Còn đối với dành đúc thì giá là 34 triệu nha. Cách nhau 1 triệu ha. Dạ, rồi. Bao thuế rồi. Các bạn lưu ý là bao thuế rồi nha. Tất cả các xe mình và Lan báo đều bao thuế. Rồi, các bạn tham khảo lại cái hàng này nha. Rồi, mình xem hết đi rồi mình lên trên. Đây là một số mẫu xe trưng tại cửa hàng em nha. Rồi. Thì nãy giờ cũng đã quay cho các bạn tham khảo hết rồi đó. Với lại cũng như cho các bạn xem cái hệ thống xe máy là đặng hai như thế nào rồi. Không biết là đã thỏa ý của các các bạn ở trên trên chưa đúng không? Làm hài lòng các bạn chưa nhỉ? Rồi. Thì nếu các bạn theo mình nghĩ các bạn có thể loại các bạn ở xa các bạn cứ search, nếu bạn anh chị nào biết về cái địa chỉ á thì mình search cái dòng xe An Lạc là mình lợi dòng xe An Lạc là cỡ nào các bạn cũng thấy hết cái bảng biển hiệu xe bán xe máy trợ góp rất là to Hà Đặng 2 đi từ bạn... xa là có thể đúng thấy rồi được. Mình xuống đây thì mình nhìn từ xa đã thấy rồi nên là rất là dễ nhìn. Nếu mà các bạn tới dòng xe An Lạc rồi á mà không biết đi đường nào á thì gọi theo số hotline. Ok. Dạ, gọi theo số của em 0773 919 919 thì em sẽ hỗ trợ dẫn đường các bạn tới đây cho rồi, là okay. Em sẽ cho mấy anh bên kỹ thuật đó ra đón các bạn vô. Rồi ok ha. Thì mình nghĩ một cái địa chỉ này nó không có khó tìm với các bạn đâu, ngay dòng xe An Lạc luôn. Dạ. Rồi, anh em mình ra đây. Ủa cái này là có khách mua rồi hay sao em? Dạ. Khách mua rồi hay sao em? Màu xám xi măng đẹp ghê nè. Chắc là đang gác cho khách anh. Rồi. Có chị đang chào đó. Rồi thì trước khi mà anh em mình kết thúc video này thì đang có cái gì chia sẻ thêm với các bạn xem kênh không? Khi mà mình muốn mua một chiếc xe thì mình cần có thể đem giấy tờ gì, hay là muốn mua trợ góp mình cần giấy tờ gì, dạ, rồi như thế nào không? Thì khi mà mình đến cửa hàng mình mua xe á, thì nói chung là khi mà mua xe thì các bạn đều biết là chắc chắn là phải cầm theo chứng minh nhân dân rồi nè. Dạ. Còn đối với hồ sơ trả góp á, thì các bạn cầm theo cho mình nha, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu gốc, hoặc là chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu photo, hoặc là chứng minh nhân dân và bằng lái xe vẫn được anh nha. Ok. Đúng rồi. Rồi. Và cầm theo cái đó thì bên em sẽ đủ sao ta đủ hồ sơ để đúng lên rồi. Hợp đồng cho khách hàng á. Rồi. Thì các bạn lưu ý nhớ nha, mình sẽ nhắc lại Lan một lần nữa là khi mua xe thì các bạn đem giấy chứng minh. Nếu mà các bạn muốn về cửa hàng hỗ trợ mình về cái phần mà sang tên luôn, chứng minh và hộ khẩu các bạn nha. Các bạn lưu ý. Mua xe các bạn cần chứng minh hộ khẩu luôn. Hộ khẩu và là dễ nhất. Nếu như các bạn trả góp cũng là chứng minh hộ khẩu. Nói chung ép buộc mua xe là mình phải cần giấy tờ đó là ép buộc rồi. Rồi thì nếu mà mình không có hộ khẩu gốc thì hộ khẩu photo có công chứng trong vòng 3 tháng các bạn nha. Thông thường là như vậy. Dạ, và phải đủ 16 trang các bạn nha. Đúng rồi. Trang trống bản tính. Anh thắc mắc một cái, xe mới của mình không biết là 18 tuổi góp được không ta? Chứ xe cũ thì phải 20. 18 tuổi là góp được rồi anh nha. Đúng rồi, xe mới là được. Cho nên là góp được. Đủ tuổi lao động là góp được hết. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Thì các bạn nào mà không biết về phần địa chỉ thì mình sẽ xin nhắn lại là địa chỉ là 1200 mấy ta? 1246 ha. Phường quốc lộ 1A, nó nằm ngay cái đoạn quốc lộ 1A nằm ngoài cái mặt tiền luôn nên mình rất là dễ kiếm. Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gần dòng xe An Lạc, các bạn lưu ý nha. Đúng rồi. Dạ ok. Dễ nhường... kiếm hay dễ đi. Đúng rồi. Anh nhường phần lại cho Lan á. Sao hả? Nãy giờ nghe Lâm đứng nghe anh nói không à. Thì chắc có lẽ là đoạn clip đã dài rồi nè, với lại cũng như là Lan và anh Ngố đã review hết các cửa hàng bao gồm cái phòng giữ xe cũng không bỏ sót cho các bạn nha. Đúng rồi. Thì bạn nào mà có thắc mắc hay là muốn mua xe tại cửa hàng á thì giãn cách cũ nha. Gọi theo số hotline, liên hệ fanpage, comment dưới cái video á. Thì Lan và anh Ngố cũng như là bên cửa hàng sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc rồi, cho các bạn. Còn bạn nào mà yêu quý Lan với anh Ngố á thì cho Lan xin nha. Và anh Ngố cũng xin hay không kệ anh Ngố. Cho Lan xin một like, share cũng như là đăng ký kênh okay. Để cho Lan với anh Ngố có động lực ra thêm nhiều video khác. Rồi, cũng như các bạn nào muốn mình và Lan làm những dòng xe gì thì cũng comment bên dưới. Đúng rồi, đúng anh rồi. Em mình sẽ đọc comment đó. Em sẽ review về dòng xe đó cho các bạn để cho các bạn có thể là biết về dòng xe đó hiện tại là như thế nào, để thông số kỹ thuật nè, rồi nhận tóc rồi này kia đó. Ok, Lan sẽ tư vấn luôn. Rồi như vậy ha, thì các bạn nào thấy yêu quý cách làm video của hai anh em mình thì cho mình xin một like, cũng như nếu các bạn muốn cập nhật những cái giá xe mới thường xuyên thì đăng ký kênh để mà theo dõi ha. Rồi các bạn muốn mình ra làm theo những cái ý nào thì bạn cũng comment bên dưới. Còn giờ chắc là anh em mình chào các bạn em ha. Dạ rồi. Ok, Ngô Nguyễn và Lan xin chào các bạn, mình lại các bạn video sau nha.